Mà cái tiếng kêu nó ghê thật đấy chứ. Thế em kêu xem nào, xem có gì làm không? Anh phải làm gì em ấy chứ. Nói camera đi chỗ khác đi. Hello, hello, chào em, lâu rồi không gặp, một tháng trời rồi. Ok, hôm nay thì anh muốn trải nghiệm cái combo này, xong rồi làm một phòng VIP đi. Wow. Ok. Dạ, ok. Thế anh có thể chọn con gái đúng không? Rồi hả? Wow. Toàn là bạn sinh ra khó chọn cả. Thế bạn này đi, bạn này đi. Ok. Thế bây giờ em sắp xếp phòng cho anh luôn nhá. Dạ. Wow, ok. À, ok. Hảo, xin đi bên đó, mình sẽ sang lầu xí ăn mổ là ha.哇！又很久没有来我们的 Star Bubble Show 的 VIP 包间了。那今天我们在这个房间体验，然后今天也是新的小姐姐。哎妈呀，把黑个个点灯光。OK， 那今天的小姐姐也是很不错哈。哇，人都点搞哎，那声音我得等下带空。对 ，OK。OK， 那新的妹子那老黄肯定是要推荐给兄弟们知道的，对不对？点啦子。南美还啦 English。啊，哪一点位啦 ？OK 了。em tên là gì？ em tên là Mùi。Mùi. Năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi à? Yeah. 24 là sinh năm 2000 luôn. Dạ đúng rồi. À, người ở đâu? Em gốc ở tỉnh khác, Gia Lai. Gia Lai, hóa ra Gia Lai cũng có bản sinh phết à? Ok, có người yêu chưa? Chưa. Chưa hả? Chúng ta có cơ hội là ở Star Bubble Show, nhớ đến Star Bubble Show. Ok, thế anh thay quần áo luôn đó. Ok, hãy chúng ta thay quần áo đi. 衣服换好，叫小姐姐进来。嗯，好的。OK。她在录 MT， 我带工的嘛。哦，关麦，你空夹咪在呀？夹咪咪在。我跟恁做好。好啊。空夹乱。Yeah， 那样做难度。懂了，我还多多，空快节奏啊，空跟女人做法。Anh nói được tiếng Việt đúng không? Ừ, anh nói được. Cho nên là em cứ nói tiếng Việt thoải mái với anh. Ok anh. Cho nên là nếu mà em tán anh cũng hiểu được. À, em cứ tán thoải mái. Bởi vì ngôn ngữ mình ok mà. Anh có người yêu chưa? Em đoán xem. Sao em biết gì? Thì em có chưa? Em chưa. Độc thân luôn? Dạ. Yeah. Nãy anh vừa hỏi mà. Sinh viên này độc thân luôn. Chờ anh làm mai cho đó. Thế thì... Đợi đúng không? Thế thì anh mai mối cho nhá. Ok luôn. Mai mối bản thân anh cho em. Này không dám nhận nha. Thế ở Gia Lai đặc sản là sinh gái à? Hay là cái gì? Còn có cái gì đặc sản không? Chỉ có sinh gái thôi. Hả em? Anh nghe câu nhất gái Gia Lai chưa? Ủa thế hả? Chưa nghe bao giờ luôn. Ở Việt Nam người ta hay ghẹo như thế đấy. Nhất gái Gia Lai đấy, ghê không? Ghê rồi, quá. Xong rồi đó. Thế khi nào em đưa anh về nhà em chơi nha? Em cho anh xem là có phải là nhất gái Gia Lai không? À, thế á. Đầu của anh nằm ở đâu? Đây, anh nằm đây hả? Ok. Ok, hôm nay thì mình trải nghiệm cái nhất gái Gia Lai xem cái... Tai nghe massage nghe nào nha. Có ổn không? Ừ. Tôi thì thiên也 是身心疲惫啊，很久没有来胡志明出差了，兄弟们。来的话肯定是要来我们的 Startup Show，
恢复精气神的，没得说哈。哇，兄弟们，每次来这边第一个步骤啊，我们体验 bubble 的第一个步骤就是用热毛巾敷脸，然后擦拭你的颈肩的位置，一下子把你的这个疲惫感给吸出来的感觉特别舒服。这一环节老黄特别喜欢。先搞搞肉先呀。Mặt anh không có lông nên em không cần cạo nha. Thank you.
Em làm massage được bao nhiêu lâu rồi? Từ lúc em 17 tuổi đến giờ. Ờ sao kỹ thuật rất là ok, tay nghề ok. Thật không? Thật. Cảm ơn anh nha. Không biết còn cái gì ok. Nấu ăn có ok không? Nấu ăn á hả? Ừ. Tùy khẩu vị thôi anh. Bởi vì anh nghe nói là gái Việt Nam ai cũng biết nấu. Đúng rồi. Đặc biệt là gái miền Nam. Gái miền Nam hả? Ừ. Em ở miền Trung mà. Người ta bảo là gái miền Trung nấu là ngon nhất. À đâu? Ừ. Ăn thử lúc nào chưa? Thế thì chưa. Chưa hả? Muốn thử không? Muốn. Thế gái miền Trung còn có cái gì nhất không? Nhiều cái nhất lắm. Thế hả? À? Cái này phải khám phá từ từ. Khám phá từ từ. Không phải nói. Không thể thế nói. Thế em có cho anh cơ hội khám phá không? Nếu anh muốn. Anh chắc chắn muốn luôn luôn sẵn sàng. Thế em cũng luôn luôn sẵn sàng cho anh khám phá đó hả? Tìm hiểu em đúng không? Ok. Ok. Thế trước ta yêu mấy ngày rồi? Một người ạ. Một ngày thôi à? Đúng rồi. 24 tuổi anh yêu một ngày thôi, wow. Rất hiếm rồi đấy. Mình yêu lâu. Yêu bao nhiêu lâu? Từ hồi cấp 3 tới giờ anh. Tức là năm ngoái chia tay. Ừ. Wow. Thế có thể chia sẻ cho em biết là vì lý do gì không? Hỏi sao giữ ta, giữ ta. Em cười gì? Anh dễ thương nên em cười. Thì vì em là một người thích khám phá mà. Cũng bắt đầu khám phá em mà còn gì. Khám phá em á? Tìm hiểu em, tìm hiểu em, không phải khám phá em. Bởi vì anh nghĩ là phải hỏi rất nhiều câu chuyện thì mới dễ tiếp cận được một người đó. Anh học tiếng Việt được bao lâu rồi? Hai năm ạ. Giỏi dữ ta. Nói gì nghiệm hết trơn. Vẫn chưa giỏi lắm. Vẫn thiếu một bạn nữa dạy. Muốn không? Muốn dạy không? Gọi cô giáo đi. Em làm giáo sư cho anh đi. Dạy 24 trên 24 luôn. 24 okay trên 7 thôi. Được không? Nếu anh muốn. Lúc đi ngủ đến dậy. Đi ngủ anh dậy. Lúc đi ngủ dậy đến lúc dậy. Lúc đi ngủ dậy cái gì? Thế bây giờ em là một mình ở Hồ Chí Minh hay như thế nào? Em ở đây một mình anh. Một mình thôi? Ừ. Cô đơn quá rồi, phải tìm người yêu rồi. Thì chờ anh tới đó. Không nên anh đến rồi đấy. Còn bây giờ anh thuê hai phòng ngủ cũng đang trống một phòng. Nhà em ở cũng đang trống. Thế á? Ừ. Thế thì anh trả cái phòng đấy đi xong rồi chuyển sang cho em. Tức là anh chịu 50% tiền thuê nhà ok không? Không. Không, em bao hết. Anh bao hết chứ. Anh bao hết cái tiền thuê nhà thì... Vừa thuê nhà vừa được ngủ với chủ là quá ok rồi, gì nữa. Anh tham lam quá à. Thế còn là... Thế chỗ rồi nha. Tí nữa anh về đi sắp xếp hành lý nha. Ok luôn. Thế anh chuyển sang cho em ở thì là anh có phòng riêng hay là ngủ với chủ? Tùy ý huynh. Anh muốn như thế nào? Điều ok hết đó. Được. Bởi vì anh sợ ma em hiểu không? Anh không sợ em à? Anh không sợ em à? Thế á? Khi nào sợ là tính sao? Chắc chưa. Lúc đầu chắc chắn là rất là máu chiến. Em không sợ anh à? Không. Không luôn? Ừ. Sao mà thế?
Đến tuổi anh rồi thì anh phải tìm hiểu kỹ, bởi vì anh cũng rất là nghiêm túc, em hiểu không? Em cũng đang nghiêm túc với anh mà. Anh không phải là tán gái vừa ba vừa bảy, anh phải tìm hiểu kỹ vào. À, kỹ chưa? Thì tất nhiên là chưa rồi, bây giờ chưa thấm vào đâu. Chưa thấm vào đâu hả? Đó. Mới gặp người ta lần đầu tiên mà đó, đã như thế rồi hả? Phải ở với nhau. Ở với nhau hả? Ừ. Tối nay mình test thử đi. Luôn nha. Ừ. Ok. Thì em mà... test anh chưa? Thì nó mát xa xôi, cái bạn Zalo gửi cái số nhà cho anh. Ok. Nếu mà nghe anh thì chắc là mai sẽ có kết quả. Sẽ anh sẽ biết là chốt em hay không. Ủa tại sao anh lại chốt em? Em chốt anh chứ. Tự nhiên anh đi chốt em. Hai người chốt nhau. Không, anh phải nhường em cơ. Em bạn gái mà. Đàn ông là phải nhường phụ nữ. Ok luôn. Nhục quá hả? Nhục. Hay là do em cầm vào tay anh nên anh như thế? Chắc thế. Bây giờ thì là em lấy gái tay cho anh. Tối thì anh lấy gái tay cho em. Không, em muốn anh lấy cái khác cơ. Không cần phải lấy ray tay. Cái gì khó hơn được không? Nó dễ quá. Anh còn cái gì thú vị hơn không? Tất nhiên có rồi. Chắc chưa? Chỗ nào cần lấy thì anh sẽ lấy hết. Tay nghề lấy gái tay của em thì thấy em rất là kinh nghiệm, quá kinh nghiệm. Cảm ơn nha. Không biết còn nói cái gì cũng rất là giỏi không? Em còn giỏi cái gì không? Tối biết. Tối anh phải biết. Đi vào chỉ quản lý bảo lê em nhỉ? Chỉ quản lý. Đúng rồi, chờ đến tối hay hơi lâu mà anh không chờ được. Không chờ. À thế á? À. Chờ đợi là hạnh phúc mà, đợi chứ. Thì đợi nó không hay. Đúng không? Tính cách của anh rất là vội. Vội hả? Ừ. Vội đến vội đi đúng không? Ừ luôn. Vội đến thôi không, nhưng mà đi thì rất là lạc nhạc. Đi lạc nhạc. Mà vậy là em ăn vã nãy giờ rồi đó. Điên à, anh đang nói về cái vấn đề lấy gái đây. Anh có nói gì đâu, nói giỡn á. Em nghĩ đến cái gì rồi? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Cái gì? À, người đàn ông lịch sự. Ok. Lịch sự mà, dễ thương mà. Nói gì đâu. Xích qua đây tin à. Lại gần đây xíu nữa. Tẹo nữa. Ok. Phải ôm ra mới chịu hả? Thế thì ôm anh luôn đi con. Nhớ dỗ.
Có lúc em phải chủ động một tí. Em ôm anh rồi là em chủ động rồi đó. Ôm chặt vào. Thế gu của em là em nào? Đang nằm đây này. Thôi thì không cần massage nữa. No. Về nhà em đi. À thế à? Tí đi. Em nghĩ là em là một người chủ động không? Không. Không? Ví dụ cả một người em rất là thích, em sẽ chủ động tán người ta không? Không. Vẫn phải chờ người ta tán mình. Đúng rồi. Không thì thôi. Đúng rồi. Kể cả người đi cũng không sao. Em chờ anh á. Chờ anh chủ động á. Nếu mà người đàn ông đấy không để ý đến em, không để ý đến em, em cũng không chủ động. Em đâu để ý đến người ta đâu. Nào người ta để ý đến mình thì em để ý lại chứ. Nãy bước vào tay anh đã để ý đến em rồi. À thế à? Em cũng để ý đến anh mà. Em bắt buộc phải để ý đến anh. Tại vì anh để ý đến em. Em có thích người lãng mạn không? Có chứ, ai mà thích. Thế tối nay anh mua một chai rượu vang đến nhà em. Tại sao không phải là hoa mà là phải là rượu? Tại sao? Chắc hoa thì chắc chắn kèm theo rồi. Xong rồi mua một chai rượu vang. Để làm gì? Hai người uống rượu tâm sự. Không cần rượu, nhìn anh đủ say rồi. Không cần rượu. Em đồ mệt mệt quá là ok. Em mệt mệt quá. Em tự ăn hết mặn. Con gái Gia Lai đều trắng như em hả? Em trắng lắm hả? Ừ, trắng mà. Thật á? Ủa khảo, tự nhiên nói. Trong tất cả mọi người em là nổi bật nhất rồi. À thế hả? Ừ. Do anh để ý đến em á, nên làm gì mà độ nổi bật nhất. Em may mắn á. May mắn được anh nhìn trúng. Em đã từng trải nghiệm cái massage kiểu như này không? Có, còn. Em cũng đi trải nghiệm ở những nơi khác chứ. Hoặc là nhờ các chị em ở trong đây làm cho mình. Thật ra là anh massage cũng vào rồi. Khi nào anh massage cho em thử đi. Thật không? Thật. Tại vì nghe có khi là còn ổ hơn em. Ghê dạ. Đẳng cấp nhỏ chắc phải dạy em rồi. Em dạy em tiếng Việt, anh bày là em massage nha. Thế ý là em độc thân hơn nam rồi? À đúng rồi. Ngoài
Mà Nam thấy ra chắc cô đơn quá nhỉ? Làm sao mà cô đơn, bình thường chứ. Một mình mà. Chờ anh mà. Đúng rồi, nhưng mà em biết trước là chờ anh tới á. Cả năm chờ em chỉ chờ anh thôi hả? Ừ, em biết anh tới á. Mừng quá. Buồn quá hả? Không, em vui. Nhưng mà anh nghĩ đấy, một năm qua chắc là em một mình cô đơn quá, buồn không, quá. Em happy lắm. Happy á? Ừ. Một mình happy được mà. Dùng cái gì để happy? Hả? Dùng cái gì để happy? Lồn cái gì để happy hả? Đúng rồi, tại sao mà happy được một mình? Cái cảm giác chờ đợi nó happy. Piu. Cái này là lừa trẻ con rồi. Vậy mà em vẫn lừa được anh đó, vậy là anh là trẻ con. Em vẫn đang lừa anh nè. Anh là người lớn rồi. Anh là người lớn hả? Ừ. Sao nãy giờ anh vẫn đòi về nhà em? Chịu về với em đây. Anh vẫn là trẻ con nói gì nữa. Anh đã bị lừa. Tối nay sau thì là anh là người lớn rồi. Thôi lắm. Xong tối nay anh là người lớn. Xong tối nay anh là người lớn hả? Ừ. Việc này thì là em phải giúp anh mới được. Giúp anh trở thành người lớn, ok không? Tưởng lớn lâu rồi chứ. Không có đàn ông nào mà tưởng lớn được bạn ơi. Nói chuyện dễ thôi mà. Cái này là... cái này là sự thật. Trong vũ trụ. Anh làm em phân tâm, làm anh không được luôn nè. Cho nên là cần em giúp. Thế em bây giờ là con gái trẻ em hay là đàn bà trở thành là anh ngại gì vậy? Hơi chói quá. Sao nhở? Không, em đang cười. Vẫn là trẻ con cho nên là không kiềm chế được. Vậy là em cũng là trẻ con nè, em thấy anh em cường quá trời luôn. Em cũng là trẻ con luôn hả? Ừ, mới hợp với anh chứ. Em lớn anh trẻ con sao được, đúng không? Thế thì tôi nghe hai người mình giúp đỡ với nhau. Thành người lớn hả? Ừ. Em lớn trước đó rồi. Có anh thôi. Thế hả? Em thích những người lớn ấy, anh cố gắng lớn trước đi. Ừ. Trưởng thành đi rồi yêu chị nha. Chị sinh năm 2000 còn đòi làm chị hả? Anh sinh năm bao nhiêu? Em đoán xem. 90. 90 em giả thế. Trẻ mà, 90 là trẻ. Em cứ tưởng anh 87 cơ. Đây, không cần massage đâu. Không mà. Nói dưỡng á. Anh chắc lớn hơn em 1-2 tuổi chứ mấy. Đó. 9 mấy? 97. Hợp hợp quá hợp rồi. 97 là con trâu. 2000 là con gì cả? Con rồng. Có thiệt là anh 97 không? Thật mà. Tí nữa là em khỏi chịu cho em xem rồi. À thế hả? Ừ. Anh cũng thích lái máy bay. Máy bay gì có một năm mà dùng từ máy bay thì ghê trời. Gọi chị yêu đi, tối chị dạy học cho. Ừ. Dạy máy bay học gì? À ừ. Đúng là anh dạy em chứ. Không, cái này em dạy chứ. Dạy tiếng Việt mà. À ừ đó. Biết bạn chữ cái không? Biết rồi, cái kia thì biết rồi. Thế tôi là em dạy em tiếng Nhật nhé. Sao? Anh không biết tiếng Nhật nữa. Hiểu. Sao? Ok. Ok không? Ok. Anh thì dạy tầm 2 tiếng thôi. 1 tiếng thôi? Nhưng mà em đâu thế? Nếu mà em không thuộc bài thì xem lại cái phim Nhật là ok. Em không thích cái phim Nhật. Anh ở đâu? Quê anh ở đâu? Trung Quốc. Em thích coi phim Trung Quốc. Em thích người Trung Quốc. Phim Trung Quốc thì về cái ngôn ngữ rất là ít. À thế à? Bây giờ tiếng Nhật cũng rất là phổ biến rồi. Gì? Tiếng Nhật rất là phổ biến hả? Là nên học tiếng Nhật hả? Anh dạy cho em vài chữ đi.
sung sướng đó là sao? Thầy này tào lao rồi. Tự nhiên nói mấy từ kiểu anh không dùng tới đâu. Cái từ nào là anh đụng tới? Nói anh gì? Ok. Nói lại đi. Không. Nói lại đi. Anh nói anh yêu em thì em ok rồi là được rồi. Cái tiếng về nói quá anh thì nói như nào? Em ghét anh. Trong 10 cô giáo này vật dày vỡ bao không ạ? 10 điểm. Ừ. Không điểm hả? Không điểm đúng không? Ừ. Không điểm nào để chê á. Thôi thôi, lần này lão Hoàng按摩这么多次，这一次，哎，完全属于下风，完全输了。thôi, anh không phải là đối thủ của em, không xứng đáng làm đối thủ của em. Không, thua. Anh là bạn cùng giường em, sao lại gọi là đối thủ được? Sáng mai anh dậy xong rồi mở mắt ra em phải nằm ở bên cạnh anh mấy lần. Đó dễ mà. Thật nhá. Bí mật của hai đứa thôi nhá. Bí mật nhá. Hai người yêu nhau người ta phải chết thì để... Yêu luôn hả? Nhanh dữ hả? Ủa thảo. Yêu chưa? Đó là bạn trên giường mà thì phải có tình cảm với bạn trên giường là yêu rồi hả? Bạn cùng giường hả? Ừ. Mình yêu một ngày thôi được không? Ủa anh thích kiểu như này. Cho nó nghe ngọt. Một ngày để xem có nên tiếp tục hay không. Em xem chứ sao anh xem được. Em xem chứ. Em lựa anh mà. Đâu phải anh lựa em đâu. Anh không được lựa em. Sao lại không? Không thích mà. Không mà. Đau nó nha. Tai nghe của em rất là tỉnh luôn. Quá tuyệt vời. Anh chưa bao giờ nói chuyện với một con gái như vậy cả. Chưa bao giờ đúng không? Chưa bao giờ. Thật. Tạm tin. Chưa bao giờ nói với một cô gái như thế. Nhưng nói nhiều cô như thế đúng không? Một cô duy nhất thôi đang làm mắt ra cho em. Dữ vậy trời. Cho nên là nó lắm quá bạn. Không mà, em bình thường mà. Em đừng nói những từ lạ nha, em không biết đâu. Đâu có lạ đâu, từ đó bình thường mà. Kiss me, xem. Nếu mà gặp những người như anh em sẽ hôn. Hôn luôn. Làm massage được nửa tiếng rồi, còn chưa thấy em làm cái gì về anh cả. Nói gì trời, nói gì cho người ta hiểu trời. Cởi áo ra nha. Cởi áo luôn. Tập đi nha, tập cởi áo, em cởi cho anh nha. Ừ, cởi nhanh nha, ừ. Anh tự cởi. Em cởi đi. Em cởi cho anh hả? Em chưa dài nhà em kia không? Đã áo. Wow, anh thuộc, thuộc đây phết nhỉ. Nói đi, cởi quần áo cho bao nhiêu thằng rồi. Nhiều. Hả? Nhiều lắm anh ơi. Nhiều người lắm ta, hả? Người ta tự cởi không mà. Quay ngược lại, quay ngược lại. Quay ngược lại. Đúng rồi, nằm ngay cái lỗ đó. Ngược lại. Đợi em xíu nhá. Như anh nhìn em không cho anh thấy cái lỗ được. Thấy lỗ chưa? Thấy rồi. Ok, úp mặt xuống đấy. Anh camera là phải quay em cho đẹp nha. Em cứ yên tâm đi, cameraman của anh hay đi quay cho mấy biên cái phim người lớn. Dữ hả? Vậy là bây giờ đang quay phim trẻ con. Đúng rồi, phải là phim trẻ con. Em trẻ con mà. Thì quá thừa sức, người ta quay phim người lớn cơ mà. Như là bây giờ đang trải nghiệm quay phim trẻ con. Thế á. Dữ dội. Nhớ là trẻ con nha. Em muốn quay phim người lớn. Không. Ông này cũng quay được. Tối anh với em quay. Ừ, được.
实在太刺激了。Người lớn nó bình thường, nó là trẻ con nó mới hay. Em không muốn quay phim người lớn ở trên cái giường nhỏ như này đúng không? Thế thì lấy hai cái giường kết vào với nhau. Anh hay mỏi chỗ nào? Thắt lưng hả? Eo của anh ra mẹ. Em phải tự biết chứ, chỗ nào mỏi. Vậy là khách hàng vào là mình cũng phải đoán được là khách hàng mỏi chỗ nào đúng không? Thì đương nhiên rồi. Nghe này mới là một người massage xuất sắc. À thế á? Phải tự biết. Dữ vậy á? Wow. Để em không xuất sắc rồi, xuất sắc rồi. Chả nghĩa mà tối nay anh còn hỏi em là chỗ nào khó chịu. Ai bài anh tiếng Việt vậy? Ai dạy anh vậy? Cô giáo hay là thầy giáo? Hay anh đây? Anh đây quá à? Hư quá à? Đúng không? Anh đây đúng không? Anh camera đi đúng không? Nhưng mà em làm trên rồi em muốn nhìn thấy. Muốn nhìn thấy á? Nhìn thấy em làm trên rồi em. Tối nay? Tối nay sẽ được thấy cái view này. Ok. Còn muốn thấy thì tí tắt máy quay đi. Thì cho thấy. Được không? Tắt máy quay đi rồi mà. Có tắt đâu, anh vẫn quay, có tắt đâu. Tức là em phải ra ngoài. Đúng rồi, đóng bài rồi. Anh kêu a. À. Làm sao mà em biết kêu mà em? Đó em dạy rồi đó a. A. À. Đó. Cứ a vậy đó. Thì a thôi. Ừ. A sao nó hay hay chút nha. A. À. A có nhịp điệu vào. Muốn nghe nữa thì phải tối nay. Tối nay. Ừ. À. Đó đúng rồi. Không phải là phải kêu lên chỗ ạ. Thì khi lúc nào anh cảm thấy ok thì anh cứ a. Em ví dụ cho em nghe biết gì. Nghe tiếng kia thì nghe kinh nhỉ. Nghe nghe đi. Không nghe đâu, nghe càng thì càng cuốn. Không, là anh phải tập nghe dần càng dần. Nghe càng cuốn. Tập nghe dần đi. Anh sẽ nghe đêm nào anh cũng nghe đó. Ôi à. Như thế mà đã sướng rồi á. Hả? Ít khối, ít khối. Dễ sướng nha. Em không biết giao mê tê không? Giao mê tê là cái gì? Là cái gì? Em không biết. I don't know. Giao mê tê là cái gì? Sướng quá hả? Thích quá hả? À, yamite hả? Tiếng nó tiếng Nhật hả? Đúng không? Vậy mà hồi nãy em hỏi sướng là gì anh đâu trả lời nào? Iku iku. Iku iku. Iku iku. Iku. Iku iku. Kimochi. Kimochi. Là cái gì vậy? Và kiểu là happy. À happy hả? Mình gọi là happy happy. Kimochi. Là bữa nay cứ ra đường xong rồi người ta hỏi vui hạnh phúc không là kimochi kimochi. Hả? Đó. Chính xác. Tí nữa em ra gọi ăn cơm thử. Thì tí nữa em xuống dưới xong mọi người em sẽ nói kimochi với anh là được rồi đúng không? Cứ kimochi kimochi. Đúng không? Thôi. Mọi người hỏi làm cho anh đấy, massage cho anh đấy như thế nào em kêu kimochi kimochi. Chính xác.
Đã mà, vận động tay chân thì tối còn làm việc cái trời. Em làm cho anh. Anh sẽ là một ông vua chính hiệu, yên tâm nhé. Cố gắng quá không? Đau hả? Chứ có làm ở đâu. Tìm một cái chân rửa phỏng đi. Anh có ba cái lận mà. Này mới... Này mới hai cái chứ mấy. Bạn này không tên là đâu. Em lại không phải là dạng đó đâu. Em dạng rộng. À. Thế nữa là cái kêu tà ung. Mà cái tiếng kêu nó ghê thật đấy chứ. Thế em kêu xem nào, xem có gì vàng không? Anh phải làm gì em ấy chứ. Nói camera đi chỗ khác đi. Nó đấy đi, anh cứ đứng trước mặt anh sao được. Em ra ngoài chờ em đi. Wow. Ngước đầu lên nào, hít sâu vào. Ngước lên. Ngước lên đi. Không ngước luôn hả? Không được rồi. Cái đầu của anh đã không khớp cái cái bố này. Không có kinh nghiệm khớp ha. Chiêu này là chiêu gì? Yo, sợ lắm. Sợ thật á. Wow. Tí nó không vào cái lỗ này thì là phải đầu vào cái nữa. Không vào lỗ này nhưng mà nó vào lỗ khác. Và đây còn có lỗ nào nữa? Đoán xem. Bí mật. Biết làm này làm gì không? Tôi nói không hả? Tôi nói không hả? Đây gọi là bôi trơn. Nó trơn tru quá. Còn tru hay trơn rồi nè. Em thi lộn không? Có cần cậu này không? Anh có cần không? Là anh có cần không? Anh đang hỏi anh cần không? Em tùy thuộc vào cái trình của em. Em đủ. Thế là đủ. Anh có cần không? Em ok thì em ok. À thế á? Nhớ nha. Muốn trơn đủ trơn. Muốn trơn thêm á? Thiếu nước cỡ đấy luôn rồi trời. Khô quá. Ghê quá à, nói chuyện dâm quá à. Em không biết suy nghĩ của em như nào. Suy nghĩ của em giống như... Bây giờ mà không hiểu. Như này thì em cũng không đau nữa. Bây giờ em thấy đủ chân chưa? Hả? Bây giờ em thấy đủ chân chưa? Em thấy đủ rồi đó. Anh muốn trơn thêm không? Anh camera muốn thử không? Người ta là quay phim lỡ, người ta không muốn thử mấy cái chương trình trẻ trâu. Này mà trẻ trâu, người lớn rõ ràng là trẻ trâu.
Chung ở đâu mà lên tới đây? Ở đây này, đây. Ồ, này, ok. Lần đầu tiên mình làm đau chứ gì? Tối em sẽ làm anh không đau. Em sẽ bù cho anh. Nhưng mà em lại sợ em đau. Bởi vì em cũng là lần đầu tiên thôi. Không. Không? Ừ. Thế thì không đau à? Đau nói em. Đúng. Đấm lưng á anh. Đây là chiêu pa pa pa. Pa ma tha là gì? Pa pa pa. Tha 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 là gì? Pa pa pa. Không biết. Anh muốn bẻ lưng không? Không, không cần. Sao nhở? Sợ đau hả? Không, anh thấy như là đủ sức để tối nay bài. Thật không? Cái gì cũng không nên quá. Quá thì lại hiệu quả là nó làm. Ngồi ngồi dậy. Rồi. Sao lại còn có chương trình gì nữa? Mắt nhìn vào đây này. Không có bẻ lưng không? Mắt nhìn vào đây này. Ngồi lên đây này. Chương trình nhìn em á. Nhìn em cho rõ nha. Ngồi lên thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên. Thẳng cái lưng này lên. Không thẳng được hả? Chỉ thế thôi. À. Do ngồi máy tính nhiều đúng không? Sợ không? Hơi sợ. Rồi nó chạy cho bệ hạ luôn á. Rồi nữa. Đau không? Tay vào. Em ôm em rồi đó. Rồi, ok. Wow, chúng tôi chào chị chị, không chỉ có diện chỉ, kỹ thuật cũng rất là tốt ha.搞得老黄舒舒服服。好，那今天老黄这个体验结束了，真的很不爽。我们改，那老不弄了 ，OK。Baby， 多内没改，这连多内没改了 ，M。嗯，那好。今晚呢，我和小姐姐，他多内改没 ？OK。应该来的。OK。那我们就今晚见喽，兄弟们。今天在 Star Bubble 说的体验非常棒啊，我们这位小姐姐情商很高，又会聊天，然后。按摩技术也非常棒，睇到你感咩？我哋都系感咩 ？M massage 真系好大台买咯。OK， 拜拜。OK， 拜拜。